Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với những video của em Hồng Ngọc. Và ngày hôm nay thì em Ngọc mang đến một chiếc xe rất là hot. Đó là một chiếc xe với một tông màu cực kỳ nổi bật đúng không anh chị? Đó là một chiếc xe Elantra 2019 form mới anh chị nhé. Form mới nên là mức giá thì rất là ưu đãi cho anh chị. Một chiếc xe 2019 đi chuẩn 35.000 km anh chị ạ. 35.000 km. Thực sự là đây là phiên bản 2.0, mọi người cũng có thể nhìn thấy đúng không ạ? Rất là đẹp, và với gam màu đỏ thì anh chị cũng có thể nhìn thấy cho em là chiếc xe này sơn zin lên đến 98% anh chị nhé. Sơn zin 98% ạ. Với thiết kế này em đánh giá là Elantra đánh bật tất cả các đối thủ, và là một chiếc xe có những cái cảm giác lái này cũng như là hệ thống cách âm cho xe tốt trong nhất trong phân khúc xe hạng C đấy anh chị nhé. Theo cá nhân của em Ngọc đấy, tại vì em đã trải nghiệm lái cảm giác những chiếc xe Mazda 3 hoặc là Honda Civic rồi, thì chắc chắn là hai chiếc xe trên thì đi ổn hơn chiếc Elantra em Ngọc đang bán cho anh chị nhé. Mặc dù em cũng có bán những chiếc xe kia, nhưng để nói về ưu điểm thì Elantra đáp ứng được cái khả năng cách âm rất là tốt cho nhà mình. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết về đầu xe này cũng như là về hiện trạng của chiếc xe. Với thiết kế lần này của Elantra thì cái form này nó mang một hơi hướng rất là thể thao, và thực ra là nhìn cái chi tiết nào cũng cảm thấy rất là ưng mắt, từ đặc biệt là cái chi tiết phần vành mâm bánh này, thiết kế rất là hiện đại và nó hài hòa với chiếc xe lắm, nhìn là đã thấy ưng rồi anh chị ạ. Đấy, nhìn thật sự rất là ưng. Bây giờ cho đến cái phần thiết kế đèn hậu. Đấy, đèn hậu thực sự là không có thể chê được cái chi tiết mở cốp nhá. Rất là nhẹ nhàng này. Đấy, các bác đã mở được cốp rồi. Đấy, thật sự là em trước này em rất là ưng, nhập về còn nguyên lốp sơ cua cho anh chị nhà mình xem nhá. Nguyên lốp sơ cua này. Keo chỉ thì thôi chắc khỏi phải bàn, chiếc 2019 đi quá lướt rồi. Thực sự đợt này mới nhập được những chiếc form mới thôi. Duy nhất là chiếc này form mới thôi, còn trước đấy mấy hôm em bán hết một loạt toàn form cũ rồi. Đây. Bây giờ thì mời các anh chị cùng vào trong phần khoang nội thất nhá. Chất liệu ghế da của Elantra thì phải nói là quá là căng bóng rồi, và độ xuống cấp thì hầu như là không có. Xe đi có 5-7 năm thì nó chỉ có xuống màu để độ bẩn thôi, nhưng còn về độ nhăn thì các bác cứ yên tâm đi tẹt ga cho em. Đấy, xe đã được trang bị một hệ thống sàn 6D rồi, rất là sạch sẽ, và cái tông màu này thực sự là tông màu này các bác lựa chọn rất là ưng, em thấy nó hài hòa với chiếc xe quá cơ. Đây, bây giờ thì em Ngọc xin được vào trong phần khoang lái cho các bác chị nhé. Rất là nhiều chi tiết còn nguyên ni lông để cho anh chị bóc tem này. Nguyên ni lông rất nhiều. Xe thì bác chủ cũng tân trang một hệ thống cam hành trình rồi. Cũng có bọc trần nữa. Bọc trần thì đôi khi nhiều bác cũng không ưng lắm, nhưng mà em thấy là bọc trần thì nó rất là sạch sẽ đấy. Nó không như cái bọc ni lông thì nó rất dễ bị hỏng, nhưng bọc trần thì thôi. Phải gọi là bác nào mà cực kỳ thích yêu thích xe nhá, giữ sạch sẽ thì là bọc trần cho xe rất là hay. Đây, về tính năng thì sao? Xe đầy đủ cho nhà mình tính năng này, sưởi ghế này, sưởi vô lăng, drive mode 3 chế độ anh chị nhá. Điều hòa độc lập hai vùng, và có tính năng hay nữa này. Đó là cái clean air này, thời điểm dịch bệnh cũng như là Covid như này mình có cái clean air này, mình được bảo vệ trong xe của mình rất là cao. Vẫn còn nguyên ni lông anh chị nhá, chưa bóc đây này. Bác chủ khá là giữ gìn đấy ạ. Đấy, em chưa bỏ bóc vô lăng thôi, bỏ ra thì chắc là còn cũng mới kính con anh chị nhá. Cruise control rồi, rất là đầy đủ tính năng. Option xe Hàn thì đáp ứng cho nhà mình tương đối là tối đa, rất là nhiều tính năng đấy. Bệ tì tay, cốp để. Một chiếc xe Elantra form mới 2019 đã đi chuẩn 35.000 km anh chị nhá. Với giá bán rất là yêu thương, nhà mình chốt ngay cho em Ngọc với giá bán là 630 triệu. Giá trên thì em Ngọc còn thương lượng cũng như là gia lộc cho nhà mình nữa anh chị nhá. Giá này thì chắc chắn là có giá nghỉ lễ Tết thì chắc chắn là phải gia lộc cho nhà mình, để còn mình sau nghỉ lễ mình đi xe rồi. Nên là hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé, để em có thể tư vấn và hỗ trợ nhà mình được nhanh nhất ạ. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi hết video, và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.